Nam ca sĩ phải điều trị tâm lý sau thảm kịch sân khấu. Ancelor, Lư Hãn Đình là thành viên nổi tiếng bậc nhất nhóm Miro. Sau khi chứng kiến bạn thân Lý Khải Ngôn bị tai nạn, anh ám ảnh tâm lý và phải đi điều trị. Ngày 15 tháng 9, trang HK01 đưa tin nam ca sĩ Ancelor, Lư Hãn Đình bị bắt gặp đi điều trị tâm lý sau hơn một tháng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm biểu diễn. Anh trốn tránh sự chú ý của truyền thông, được quản lý kín đáo đưa đến nơi chữa bệnh. Trước đó, Lư Hãn Đình hoảng loạn tâm lý khi chứng kiến bạn thân Lý Khải Ngôn bị màn hình 600kg rơi xuống đầu, anh đã phải nhập viện điều trị một thời gian. Hiện tại, nam ca sĩ không thể chợp mắt. Lư Hãn Đình luôn nghĩ về sự việc đã xảy ra và cảm thấy không an toàn. Sau sự cố, các hoạt động nghệ thuật Lư Hãn Đình đều bị hoãn lại vì sức khỏe của nam nghệ sĩ không đảm bảo. Trước đó, Lư Hãn Đình dự định đóng chính trong bộ phim Cao ốc Trùng Khánh, nhưng anh đã phải tạm dừng vô thời hạn. Lư Hãn Đình cũng cho biết anh đã đến bệnh viện để thăm bạn thân Lý Khải Ngôn. Bên cạnh đó, nhóm Miro cũng phải hủy bỏ 8 đêm diễn còn lại trong tour sau khi xảy ra sự cố. Có hàng trăm nghìn người hâm mộ đã ký tên yêu cầu ban tổ chức phải đảm bảo an toàn cho các thành viên. Ngày 16 tháng 9, ban tổ chức bắt đầu tiến hành trả lại tiền vé cho khán giả. Ngày 28 tháng 7, trong buổi biểu diễn của Miro, sự cố khiến màn hình LED 600kg rơi xuống sân khấu làm hai vũ công bị thương. Trường Tử Phong được rời bệnh viện sớm, nhưng cũng phải điều trị tâm lý. Nạn nhân Lý Khải Ngôn bị thương tích nặng dẫn tới xuất huyết não, gãy đốt sống cổ thứ 4, lệch đốt sống cổ thứ 5 và liệt tứ chi. Lý Khải Ngôn đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ nhưng cơ hội hồi phục mong manh. Gia đình nam vũ công chia sẻ các bác sĩ chẩn đoán 95% khả năng anh bị liệt, không thể đi lại bình thường và chắc chắn phải từ bỏ niềm đam mê vũ đạo. Ngoại trừ các phương pháp Tây y, gia đình Lý Khải Ngôn đã đưa anh đi châm cứu để tìm kiếm hy vọng, song kết quả không khả quan. Theo HK01, nguyên nhân khiến màn hình rơi xuống được xác định là do dây cáp bị mòn và đứt trong quá trình biểu diễn. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra và truy cứu trách nhiệm. Giám đốc sản xuất chương trình, đạo diễn sân khấu là những người đầu tiên được nhắc tới trong quá trình thu thập chứng cứ. Theo đó, họ phải chịu trách nhiệm vì đã không kiểm tra kỹ tính an toàn của buổi biểu diễn.